Cả ba cô con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều đã trợ visa, không thể sang Mỹ hát trong chương trình Tưởng nhớ mẹ quá cố. Mới đây, ba cô con gái nuôi của nữ ca sĩ quá cố Phi Nhung là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung đã xuất hiện trên livestream của trung tâm ca nhạc hải ngoại chia sẻ những thông tin về chuyến lưu diễn Mỹ Tưởng nhớ mẹ nuôi. Cụ thể, con nuôi Phi Nhung cho biết trong thời gian chờ đợi được duyệt hồ sơ từ sở di trú Mỹ, cả ba cũng đã bay ra Hà Nội phỏng vấn xin visa sang Mỹ theo diện du lịch để ghi hình ca khúc Tưởng nhớ mẹ nuôi quá cố. Nhưng vì tình hình dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp nên visa của cả ba đều đã bị từ chối. Ban đầu, tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng, các con nuôi Phi Nhung chia sẻ trên livestream. Bên cạnh đó, cô con gái nuôi lớn nhất là Quỳnh Trang cho biết thêm hiện ba chị em đang đợi visa lưu diễn xem có được duyệt hay không. Trong trường hợp tiếp tục bị từ chối thì cả ba cũng sẽ có món quà gửi đến khán giả. Hiện tại, cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt. Nếu như trong trường hợp xấu nhất mà tụi con không được duyệt, tụi con không thể có mặt trong show, thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị. Trong khi đó, Tuyết Nhung cho biết thêm vì trượt visa du lịch nên cả ba chỉ còn trông đợi vào visa lưu diễn, nhưng cũng sẽ phải đợi thêm 1 đến 2 tháng nữa mới có kết quả. Được biết, theo như lịch trình thì show diễn sẽ ghi hình vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 tới. Như vậy, các con nuôi của Phi Nhung sẽ không thể có mặt kịp thời tại Mỹ. Dù vậy, phía trung tâm ca nhạc hải ngoại vẫn sẽ hỗ trợ cho cả ba có một chuyến lưu diễn sau đó cùng với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Trước đó, bà chủ trung tâm ca nhạc hải ngoại chia sẻ sẽ mời Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang bay sang Mỹ để ghi hình ca khúc Tưởng nhớ người mẹ quá cố. Phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài tưởng nhớ mẹ Phi Nhung, đại diện trung tâm chia sẻ. Đặc biệt, trước việc Hồ Văn Cường không có mặt trong chuyến đi này, phía trung tâm cũng nói rõ lý do vì nam ca sĩ đã từng được Phi Nhung đưa sang biểu diễn tại sân khấu này rồi.